tại sao những kênh YouTube khác người ta lại thành công chứ không phải là bạn? Nghe thì hơi tự ái đúng không? Nhưng mà các bạn có đặt ra cái câu hỏi là tại sao là mình làm video như vậy mà tại sao không thu hút được lượt view nhiều, trong khi là những YouTuber khác làm một phát một, ví dụ như những kênh, mình không có nói những kênh xàm nha, mình không có nói những cái kênh nhiều kiểu như mình ghét thằng đó lắm. Còn những cái kênh YouTube khác, ví dụ như là Soi Sáng hay là những kênh YouTube của Dưa Leo, tại sao họ làm được những cái content nó rất là ok giống như vậy? Các bạn nghĩ rằng à, tại vì thằng đó nó bỏ tiền, nó chạy truyền thông, nó marketing tốt. Câu trả lời này nó cũng không đúng lắm, tại vì các bạn bằng chứng là ACN, channel của ACN, thậm chí là cái channel mới vừa lập luôn á của ACN thua subscribe của mình rất là nhiều, thua mình 20.000 subs vậy. Mà tại sao cái content của ACN lúc nào cũng thu hút được lượt view hết? Đầu tiên nha, đầu tiên là về cái phần kiến thức. Kiến thức như thế nào để chúng ta có thể giữ chân được người xem? Thì câu trả lời dành cho các bạn đây, đó chính là những cái kiến thức đánh bật suy nghĩ mà họ tưởng tượng từ trước tới bây giờ, đúng không? Thí dụ như là những cái gì mà họ lầm tưởng hồi xưa, nhưng mà thật ra cái sự thật nó không phải như vậy. Thì nếu mà cái kiến thức chúng ta có thể đánh bật được những cái ý tưởng trong đầu của họ mà họ lầm tưởng ngày xưa ra, thì chính cái content đó của mình nó thành công. Các bạn có nào xem kênh YouTube của mình, các bạn có thể thấy được đó, mình đưa ra những cái facts, có nghĩa là những cái sự thật, và nó sẽ làm cho người ta cái dạng như là ví dụ như kênh của mình làm về vũ khí á, có nhiều ông vô comment mắc cười lắm, trời ơi thời này xài côn rồi xài bắt to là mày, tao rút súng tao bắn rồi mày né giùm tao một cái, thì nó là suy nghĩ của mấy ông trẻ trâu. Thì bắt đầu mình đánh bật lại những cái suy nghĩ đó bằng cách nào? Ok, ông nói với tôi là ông sử dụng súng ông bắn phải không? Ông đã biết cách bắn súng chưa? Ông đã rờ vô được khẩu súng thiệt chưa? Ông bắn sao? Ông cầm súng ông bắn sao? Bắn vậy hả? Đưa cái súng lên giống vậy hả? Chỉa súng vô trong đầu người ta vậy hả? Đó, vậy hả? Trời ơi, ông bắn phát nó giật cái gãy cổ tay ông luôn á, chứ đừng giỡn chơi. Không biết bắn súng mà nói câu đó nghe nó sao sao. Thì đó, cho nên người ta hình thành cái ý thức, fan của mình hình thành cái ý thức trong đầu thôi là bắn súng phải là chuyện dễ. Tại vì là có 13 quyển sách, mỗi quyển sách dày nhiêu đây, hướng dẫn cách bắn súng. Nếu mà bắn súng mà quá dễ dàng, người ta không có xuất bản ra 13 quyển sách mà dày nhiêu đây về bắn súng đâu. Nếu mà bắn súng quá đơn giản thì chắc không cần mấy cuốn đó được sinh ra đâu. Cho nên nó bắt đầu pha rồi hình thành cái ý thức trong đầu là bắn súng phải là một chuyện dễ dàng. Đó, nó đánh bật lại hết những cái suy nghĩ ngày xưa ta nghĩ chỉ cần có súng là chơi được hết. Đó, chắc nhiều thằng cũng được hết đấy. Đó, nhưng mà bây giờ biết kênh của mình thì thấy là cũng không hẳn vậy. Đó, bắn súng là khó lắm, nhất là mấy ông nào ảo game á, nghĩ trong trong game là nhân vật chính xài hai cái súng nhắm hai bên giống vậy nè, nhắm hai bên giống vậy. Thật ra ngoài đời không ai khó ai làm được lắm, tại vì canh hai bên rất là khó. Rồi chơi cái trò mà giật chốt lựu đạn bằng cái miệng, bằng răng, cắn như giật chốt ra. Ở ngoài đời cắn đi luôn hàm răng. Giật sở là giật chốt, nội mình nắm giống như mình giật thôi nó đã khó rồi, cắn giống như giật ra chắc bay luôn hàm răng quá. Và cái thứ hai, đó chính là chúng ta không nên ngần ngại quay lại video. Mình biết gian nắng cái ngày trời để quay video đó bị hỏng, chấp nhận quay lại đi các bạn. Đúng thật là công sức các bạn bỏ ra nó ấy, nhưng mà mình đã hỏng không biết bao nhiêu video ấy, mình phải quay lại liên tục để chạy deadline đó. Tại vì á, chúng ta cần phải đảm bảo được một cái video nó chất lượng nhất có thể. Bây giờ thì mình không có nói như super đại trà, bây giờ ta chú trọng vô số lượng nhiều hơn chất lượng. Nhưng mà chúng ta trong cái group này của chúng ta là những thành viên chú trọng những chất lượng của content của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta phải quan tâm hơn về cái nội dung, về những cái script, những cái kịch bản bên trong của chúng ta, nó phải được trau chuốt hết mức có thể để chúng ta đăng video lên. Tại vì là chỉ cần một bước sơ sẩy hơn chúng ta sẽ tạo ra cái sự nhàm chán
cho người xem, và họ sẽ không coi hết video, họ sẽ click out video của chúng ta ra. Và từ đó ngày qua ngày mà các bạn cứ tiếp tục cái kiểu đó, các bạn không khắc phục cái tình trạng này thì khán giả sẽ sớm nản, thì sẽ không còn coi video của các bạn nữa. Subs của các bạn thì họ vẫn giữ nguyên, nhưng họ sẽ không bao giờ coi video của các bạn đâu. Tại vì hả, là ngôi sao Thành Long, Jackie Chan á, cũng có cái câu nói giống như nè, khi á mình làm cái gì á thì phải làm cho tâm huyết hết mức có thể, đừng có đổ lỗi do hay là tại vì ngày hôm đó trời mưa rồi diễn viên không có ngủ đủ giấc rồi các kiểu, đừng có đổ lỗi gì. Không, khán giả họ bước vào trong rạp, mình có đi hết tất cả những rạp phim để giải thích cho họ về những cái sự cố đó hay không? Không, khán giả bước vô trong cái Galaxy, cái chỗ chiếu phim, họ chỉ biết phim hay phim dở vậy thôi, đúng không? Một cái tô phở mà chúng ta thức kiểu như 3 giờ sáng, chúng ta nêm nếm đủ thứ, tất cả mọi thứ chúng ta cực nhọc để làm được cái tô phở đó, nó nêm nước dùng được các kiểu, gia vị được các kiểu, nhưng mà khi mà dọn ra khách á, người ta ăn người ta thấy dở thì người ta nói dở thôi, mình đâu có quyền cấm, đúng không? Nhiều đó là công sức của mình, nhưng mà nó phải chất lượng này thôi. Đó là chúc nhóm chúng ta sẽ sớm thành công, và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có thể gặp nhau trên đường đời và có thể cộng tác được với nhau vài video chẳng hạn, cùng nhau lấy những nút bạc, nút vàng, thậm chí là nút kim cương, đúng không? Ai biết được, tự nhiên có nhiều người trong đây sau này sẽ rất là thành công vì sao? Nhưng đây là những bước đầu tiên, mà những bước đầu tiên thì nó không quá dễ dàng chúng ta đâu các bạn ạ. Cố gắng kiên trì nhé.